Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Tiếng thơm xanh
suy đời mà phù hồi tình đà mừng vui ước mong chiếm biết người hiền hiền biết thư nhang thắng nguyện mà tại sao cho vấn hầu thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật.
tiên lòng thành họ hoàng con lễ tạ cung thỉnh mời Phật thánh lại đạo đến đời chúng tình mời về nhân tiên thiên tăng phòng chê thắng sẽ loạn cát thôn quê đất phủ dày vân cát thôn quê nghĩa hướng thiên bản nhà lê cải chân thánh giá hồi cung chốn đồi ngang sông sơn phố cát dương một đầu gió mát trăng thành để nhị mẫu vương thần nhà người để nhị mẫu vương vốn xưa mẫu ngự xây đền sông sơn để loan thánh giá chân xương thế có nhà nho sĩ văn tú tài lão nghị là tiền nhờ thúc nguyên trẻ thơ nhờ âm thúc nguyên soi khi đấu sử hành truyền coi phàm thành mẫu đệ tăng thịnh nhờ người thành mẫu đệ tăng xích dân thần nữ đệ nở thoải cung A Di Đà Phật chân lương phần khởi xuân thiên thần đệ tử hiện tài kim lô phong hoạch các nhân quân tức biến man thập phương tinh nhật ra dù miên nạn tiêu tài trước nam mô hương cũng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cũng giảng bồ tát ma thánh giá hồi cung văn võ quân thần đức thánh trần văn võ quân thần anh linh chắc giáng ân cần xét soi cao quân đi đường đường chính 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 nhớ cơ đội nào nghiêm chỉnh chỉnh nghe trước sau sẽ là thánh giá hồi cùng đời chân thị mở mang nam hải để tam bậc sông sói kim bờ trì bao phen sắp mã truy tì khi đi hoa khắc lúc lúc đi phạt sâm thánh gia hồi cùng hoa hải đường thần tiên cô đệ nhất đất hạc hương là đất chậm chậm quanh ngọc diệp xanh xanh kim chi ngọc diệp xanh 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 thái sư nhất phẩm xa hồi cung chân ngai vàng công ơn đức thánh sứ linh tử phụng sự cô đôi thiên hạ được như đôi cô tối linh nhà thiên hạ được nhờ sớm khuya chầu trực phúc thời khó thank you.
tan giấc quê, phòng ngò lọt mê sức tỉnh. Đốt ba nhang chậm chậm bờ, một đỉnh đỉnh nghi dâng lên na đi. Quang long long nhan thập kỳ siêu vương cô chức nam xuyên ngã tích tăng cũng giang kim phụng hoàng thân cận thành chúa tiên trung cư vật và sơ sưng lên thước lại và sơ sưng lên vương cô tấu đôi chép biên danh danh bộ cho người tử trang sinh. Thank you.
chim bao vút vút bóng 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 thần sao xa đôi vị phu nhân mơ màng tan sắc sắc quê hồn loạn mê sực tỉnh tỉnh tan giấc giấc quê a hồng loan sực sực tình tình tốt tốt nhang trầm trầm. Lại làm sao trong ngày ngày chậm chậm chinh chinh nhớ trong vùng nghề cửa đông sẽ loan thách ra hồi cùng chúc mừng xuân văn đi tam vị chúc mừng tình chú đệ nhất nhất tây thiên ngự về giá ngự tiên cung nguyên xưa tiên chúa giá ngự tiên cung lửa nhang duyên men ngài dọc vào ra thành xa hồi cùng người thờ dâng văn tiên chúa nguyệt hồ cao sơn bạch nhạc mã hỏi thăm đền chúa thiên ai lên tới cao sơn bạch mã hỏi thăm tiên chúa nơi nào hỏi thăm ca kép đi vào
xuống gai phố kép đi vào qua chợ Bố Hạ tới đến Bến Đảo tôi linh trước cửa đến miếu câu lầu cổ sông sông quanh nhà đã mọc lô xô đường treo môi son mã phất mỹ đêm đêm tôi đuốc vào giá sớm chiều lộ mây tăng
đăng chúa ngũ bột bài sáng tác là sinh nhi nước lòng lành chúa xoay bóng bóng bột ai thâm thành chúa sẽ cho trái chim thơ dinh 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 quầy lắc tổ con dinh 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 quầy lắc đâu nó lá trầu với lại quả cầu tiền tài chít chạp sơn màu xanh non chú ngồi đó mà lòng đầy đau xót như khi xưa thái tổ vì chiều nay một người con gái thôn quê
rất hay. Xem cửa nhà xa sự không may, đồng bờ xa tín chủ xin chú bà chỉ cho ý. Ghế khỏi lo sắm xanh sửa lễ làm bà tôi chúa bà dâng lên mái tấm lòng thành ý. Một tòa địa linh thiết lập một tòa ngũ phương bản cảnh như chú bà xa hồi cùng lê mẫu bình ai đi lê mẫu hòa bình chờ bờ hang biêng thắt gạch treo leo.
mỗi xóm đi nở đó cười thành thành như tân lịch giữ đôi mắt mắt nơi tù tóc rườm già rẽ đôi cánh phượng nét cong cong uốn mượt đường tơ xinh xinh để lưu thân từ qua đường
giàu khắp nơi nơi. Mai đà suối rút sang chơi kim bôi hòa bình, núi ngũ nhạc rừng xanh bờ lối, qua đường sơn tặng tới mi dân cùng.
truyền phan các quan ông lớn về truyền phan các quan tả văn hữu võ lương ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng thiên binh văn mã hằng hà kéo xa lệnh truyền thì đổi bàn cờ văn sớ dâng lên thương lại văn sớ dâng lên nhờ tay quan lớn chép biên rành rành phê cho nhị thư trang sinh
chuyện phát các quan lung về chuyện phát các quan tả văn níu vò lường mang đáo đàn linh truyền văn võ đuôi hàng chiều say binh mã xa đi ầm ầm cờ vàng cắm giữ trung tâm sai chân trung tâm lá cờ thần sai chân trung tâm cờ xanh ra trận phương đông cõi quải nam phương chia kiều đôi hài
nơi ấy à, non nhân bầu nước chi. Thái tử Đề Tam Ma, vì phương diện mạo lòng nhân khác